Bản tin Sởi TV xin kính chào toàn thể quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với tin tức của chúng tôi hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút an lành bên gia đình và người thân. Quý vị vui lòng nhấn nút đăng ký subscribe kênh và nhấn chuông thông báo để có thể đón nhận tin tức của chúng tôi một cách nhanh nhất. Bản tin ngày hôm nay ngày 2 tháng 8 năm 2021 Chúng tôi xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những cập nhật mới nhất trong ngày. Trong tuần tháng 7 vừa qua, Mỹ đã tặng cho Việt Nam 17 tàu khu trục và 8 tàu ngầm hạt nhân ngày tận thế, chưa hết. Vào tuần trước, thì Mỹ đã bàn giao 140 tổ hợp tên lửa Tomahawk cho Hải quân Việt Nam để gắn trên 17 tàu khu trục. Nhưng dường như tàu chiến và máy bay của Trung Quốc vẫn đang ảnh ngữ ngoài Biển Đông để bất chấp các nước trên thế giới thách thức Mỹ và đồng minh phía Trung Quốc, làm như thể không dung tha. Và đồng minh, phía Trung Quốc làm như thế không thể dung tha và chấp nhận được. Mới đây nhất, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ là ông Lloyd Austin Ba, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã có mặt tại Hà Nội hôm 28 tháng 7 trong chuyến công du Đông Nam Á và ông đã có cuộc gặp riêng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Phan Văn Giang và những tình cảm và món quà mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin Ba đã tặng cho Việt Nam lần này khiến cho tập quân Bình nóng mặt. Cụ thể thông tin về cuộc gặp này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn trong bản tin chi tiết sau đây. Trước đó, sáng ngày 29 tháng 7, đại tướng Phạm Văn Giang Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đón và hội đàm với ngài Lord Austin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Nhận lời mời của đại tướng Phạm Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngài Lord Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 7. Trên thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, đã kỳ giữa hai bộ quốc phòng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần vào khuôn khổ đối tác toàn diện Việt Nam và Mỹ. Sáng ngày 29 tháng 7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Hà Nội, Bộ trưởng Phạm Văn Giang đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Tại hội đàm diễn ra sau lễ đón, hai bộ trưởng đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam và Mỹ thời gian qua và cho rằng kết quả hợp tác đã đạt được hiệu quả thiết thực, phù hợp với mối quan hệ đối tác toàn diện đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân mất tích, trà phá bom mìn, xử lý hậu quả chất độc da cam dioxin, giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, phòng chống COVID-19, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển quân y đào tạo. Nhân dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo hỗ trợ trang thiết bị phục vụ nỗ lực phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Hai bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo các nội dung trong bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng kỳ năm 2011 và tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng kỳ năm 2015 trong đó ưu tiên việc khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, hợp tác quân y phòng chống COVID-19, đào tạo cũng như tìm hiểu khả năng, nhu cầu mỗi bên trong hợp tác về công nghiệp quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhất trí tập trung thúc đẩy dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa, đúng tiến độ và các dự án nhân đạo khác tại Việt Nam, cũng như hợp tác quân y phòng chống COVID-19, cùng các gói hỗ trợ về thực thi pháp luật trên biển cho Việt Nam tại hội đàm hai bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm đặc biệt là các thách thức an ninh truyền thống phi truyền thống có ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực khẳng định vai trò trung tâm của asean trong việc thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ nhằm duy trì môi trường hòa bình ổn định của khu vực và thế giới hai bộ trưởng cũng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển giải quyết hòa bình các tranh chấp cũng như duy trì mối môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và tự do hàng không. Hàng hải tại các vùng biển và đại dương theo quy định của luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Kết thúc hội đàm, hai bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Việt Nam, đồng thời trao cho nhau một số kỷ vật chiến tranh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đến Hà Nội. Khẳng định Mỹ là đối tác tin cậy, Lloyd Austin Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có mặt tại Hà Nội hôm 28 tháng 7 trong chuyến công du Đông Nam Á. Đầu tuần, ông đã thăm Singapore và nói, tôi đã đến Đông Nam Á để làm sâu sắc thêm mối quan hệ của Hoa Kỳ với đồng minh và đối tác. Ông cũng sẽ thăm Philippines sau khi thăm Việt Nam. Chuyến thăm của ông Austin là chuyến thăm đầu tiên của một thành viên nội các Hoa Kỳ đến Đông Nam Á kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng riêng. Murray Hartsworth, một nghiên cứu gia của chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Hoa Kỳ, bình luận một phần là cho khu vực biết rằng Hoa Kỳ vẫn coi nơi này rất quan trọng, rằng họ sẽ không bỏ qua và để Trung Quốc tung hoành trong khu vực. Theo tờ New York Times, những tháng gần đây, một số can chức Đông Nam Á đã cảm thấy bồi rối về thiếu sự can dự trực diện từ Hoa Kỳ, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao trong đại dịch COVID-19. Một số nhà phân tích Đông Nam Á đã xem quyết định của Ngoại trưởng Antony Blinken đến thăm Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc, nhưng không phải Đông Nam Á là một sự khinh thường. Ông Blinken đã cố gắng tổ chức một cuộc họp video với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hay ASEAN vào tháng 5, nhưng hôm đó do trục trặc kỹ thuật mà cuộc họp đã phải hoãn lại và rơi lại vào đầu tháng 7. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của Đông Nam Á, Kể từ tháng Giêng năm 2020, các quan chức cấp cao bao gồm cả lãnh tụ Tập Cận Bình đã đến khu vực này ít nhất 5 lần. Trong chuyến thăm Đông Nam Á gần đây nhất vào tháng riêng, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã mang vaccine chống COVID-19 đến Indonesia. Trung Quốc đã đề nghị giúp xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc nối Jakarta, thủ đô và thành phố lân cận Bandung, Theo sáng kiến vành đai và con đường đầy tham vọng của Trung Quốc, Đông Nam Á có một trong những tuyến đường biển chiến lược nhất thế giới. E biển Malacca nằm giữa bán đảo Mã Lai và đảo Sumatra, nối biển Đông và Ấn Độ Dương. Khu vực này cũng bao gồm nhiều dạng san hô và bãi cạn đang tranh chấp ở Biển Đông, gây mâu thuẫn giữa Bắc Kinh và một số nước Đông Nam Á như Malaysia, Philippines và Việt Nam. Một số nước đang cố gắng theo đuổi cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Hai nói ông là bạn tốt của Chủ tịch Tập, Ông Duchot nói, khi đại dịch xảy ra, quốc gia đầu tiên tôi kêu gọi giúp đỡ là Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hôm thứ Ba rằng ông có kế hoạch thảo luận về việc gia hạn hiệp ước quân sự lâu đời giữa Philippines và Hoa Kỳ trong chuyến thăm sắp tới. Hiệp ước cho phép Washington chuyển quân và trang thiết bị vào và ra khỏi Philippines hiện đang trong tình trạng lấp lửng. Ông Duchot trước đó đã tìm cách chấm dứt hiệp ước, nhưng vào năm ngoài nói rằng ông sẽ duy trì. Ông Austin dự định gì tại Đông Nam Á? Hôm 21 tháng 7 tại Lầu Nam Góc, ông Austin giải thích dự định của ông khi thăm ba nước Đông Nam Á. Ông nói tôi đặc biệt mong muốn có bài phát biểu quan trọng tại Singapore về cách chúng tôi đang củng cố một trong những tài sản chiến lược của mình trong khu vực, đó là mạng lưới đồng minh và đối tác mạnh mẽ. Tôi sẽ mang theo một vài thông điệp quan trọng. Điều đầu tiên đơn giản là Hoa Kỳ vẫn là một đối tác đáng tin cậy, một người bạn xuất hiện khi cần thiết ông sẽ nhấn mạnh một trật tự khu vực công bằng cởi mở và bao trùm hơn chúng tôi không tin rằng bất kỳ quốc gia nào có thể ra lệnh cho các quy tắc hoặc tệ hơn và vứt bỏ quy tắc ông austin cũng sẽ làm rõ quan điểm của chúng tôi đối với một số tuyên bố vô ích và vô căn cứ của trung quốc ở việt nam trung hoa Hôm 27 tháng 7, trong chuyến thăm chính thức Singapore, ông phát biểu, yêu sách của Bắc Kinh đối với phần lớn Việt Nam Trung Hoa không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Sự khẳng định của Trung Quốc ảnh hưởng đến chủ quyền của các quốc gia trong khu vực. Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ các quốc gia ven biển của khu vực duy trì các quyền của họ theo luật pháp quốc tế, ông khẳng định. Tôi ở đây để đại diện cho một chính quyền mới của Hoa Kỳ, nhưng cũng để tái khẳng định những cam kết lâu dài của Hoa Kỳ. Trên hết tôi muốn nói về tính cấp thiết chiến lược của quan hệ đối tác, Tôi đã học được một bài học cốt lõi trong hơn 4 thập niên, là một người lính trong thời bình và trong chiến tranh, không ai có thể đi một mình. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin đã đạt được rất nhiều thành tựu đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng người Mỹ gốc phi đầu tiên, người Mỹ gốc phi đầu tiên, giữ chức vụ phó tham mưu trưởng quân đội, người Mỹ gốc phi đầu tiên, lãnh đạo bộ tư lệnh trung tâm Hoa Kỳ, người Mỹ gốc phi đầu tiên, dẫn đầu một quân đoàn trong chiến đấu, chỉ huy người Mỹ gốc phi đầu tiên của một sư đoàn Hoa Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, Đánh thật rồi, ngũ hộ tướng Việt Nam mở cam tranh đòn Mỹ hợp lực tấn công Trung Quốc, Tập Cận Bình kéo quân về Hải Nam. Thưa quý vị, sáng nay Mỹ bất lực khai hỏa tên lửa uy lực Tomahawk, bắn cháy 8 máy bay J-11 của Trung Quốc, Tập Cận Bình tham bại. Kính thưa quý vị và các bạn, trận chiến ngày hôm qua trên Biển Đông được cho là vô cùng căng go và vô cùng khốc liệt trong tuần tháng 7 qua, Mỹ đã bơm màu cho Việt Nam, 17 tàu khu trục và 8 tàu ngầm hạt nhân ngày tận thế. Chờ hết vào đầu tuần trước, Mỹ đã bàn giao 170 tên lửa Tomahawk cho Hải quân Việt Nam để gắn trên 17 tàu khu trục. Nhưng dường như tàu chiến và máy bay của Trung Quốc vẫn đang án ngữ ngoài Biển Đông để bắt chấp các nước trên thế giới thách thức Mỹ và đồng minh. Phía Trung Quốc làm như thế không thể dung tha và chấp nhận được. Mới đây, Hải quân của Mỹ vừa bàn chảy 3 chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc ngoài khơi Biển Đông để bảo thu Bắc Kinh vụ bàn rơi chiếc máy bay không người lái của Hải quân Mỹ vào ngày hôm qua, ngày 9 tháng 7, để giàn mặt cũng như là để bảo vệ cho Việt Nam. Kính thưa quý vị, thông tin báo đăng tải vào đêm ngày hôm qua, 23 giờ 15 phút do miền đông của nước Mỹ, theo hãng tin CNN cho biết, Hải quân của phía Trung Quốc đã ngang nhiên điều tàu sân bay và rất nhiều máy bay quân sự, máy bay ném bom ra ngoài Biển Đông để thử sức mạnh. Thách thức nước trong khu vực gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh vùng Biển Đông và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới vùng biệt của một số nước trong khối ASEAN. Hơn nữa, Trung Quốc đã rất hung hăng và bành trưởng khi đã bàn rời một chiếc máy bay không người lái UAV mang nhãn hiệu Ohio 71 của hàm đội Thái Bình Dương. Dù trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oanh đã tuyên bố Trung Quốc là một nước yêu chuộng hòa bình và thân thiện. Thưa quý vị, chính vì vậy để trả đũa cho hành động coi trời bằng vùng. Trên của phía Trung Quốc, quân đội Hải quân Mỹ hôm qua đã quyết định cho phóng một lúc ba quả tên lửa Tomahawk uy lực có gắn đầu đạn, cỡ lớn bắn chảy ba máy bay quân sự J-11 và trực thăng giác chín của Bắc Kinh khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon ngủ không yên. Hành động của Mỹ ngay lập tức đã được rất nhiều nước trên thế giới hoan hô tàn dương, ủng hộ các nước Đông Nam Á đang bị Trung Quốc chèn ép, nói rằng rất may có Mỹ ra tay để trừng trị phía Trung Quốc. Nếu không Bắc Kinh sẽ làm loạn ở vùng biển này, Kính thưa quý vị, và hiện tại thì phía Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng về vụ ba chiếc máy bay bị Hải quân Hoa Kỳ bắn rơi ngoài Biển Đông. Có thể trong ít giờ tới là chiêu trò cũ của Tập Cận Bình sẽ cho triền lan của mình là bà hoa xuân oánh cánh tay phải đắc lực của ông ta đừng ra khóc lóc trước cộng đồng quốc tế tuy nhiên chính phủ của hoa kỳ nói rằng sẽ liên tục ra tay bảo vệ các nước đồng minh và các đối tác của mình ở khu vực châu á cũng như tăng cường tập trận tăng cường thêm nhiều tàu chiến cỡ lớn để giàn mặt trung quốc không cho bắc kinh tác oai tác quái ở đây và quan trọng nhất là kế hoạch thành lập thêm hạm đội tám ở Cầm Ranh để bảo vệ Biển Đông cũng như là để bảo vệ Việt Nam trước sự bành trướng ngang tàn của Bắc Kinh. Bởi vì chỉ có như vậy vùng Biển Đông, vùng biển Hoa Đông, eo biển Đài Bắc và tình hình ở bãi đá ba đầu mới được ổn định. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng trong thời gian gần đây, nhất là thời gian sau dịp thế giới đang tập trung, toàn tính để phân phát vaccine COVID-19. Phía Bắc Kinh lại tiếp tục tăng cường bành trướng, điều rất nhiều tàu chiến máy bay dàn khoan ra ngoài Biển Đông để uy hiếp các nước trong khu vực. Ở đây đó là đá ba đầu thuộc chủ quyền hàng hải quốc tế của Việt Nam. Hành động của phía Trung Quốc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh cho tuyến hàng hải bần rộn bực nhất trên thế giới. Phát biểu ở quê nhà Tê Sát, cựu Tổng thống Mỹ nói rằng, cần phải cảnh giác hết sức cảnh giác đối với cả phía Trung Quốc trong giai đoạn này, bởi nếu như chúng ta chỉ cần sơ hở, mất cảnh giác thì phía Trung Quốc sẽ được đằng chân, lân đằng đầu. Khi đó, tình hình sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Hưởng ứng lời kêu gọi của cựu Tổng thống Mỹ, một đồng minh đắc lực của Mỹ trong khối liên minh quân sự Bộ Tứ Kim Cương. Chính phủ của Úc cho biết, trong thời gian vừa qua, nghe tin chính quyền ông Tập Cận Bình đang rất lộng hành ở khu vực Biển Đông. Ở đây là bành trường bắt nạt tại bãi đá ba đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nên Hải quân Australia ngay lập tức điều động một hàm độ cực mạnh, mạnh nhất nhì trên thế giới, điều bốn con tàu khu trục mang theo 180 quả tên lửa dẫn đường và 197 quả ngư lôi cùng máy bay chiến đấu, máy bay lém bom lao ra Biển Đông để bảo vệ Việt Nam trước những mối đe dọa từ phía Trung Quốc. Vào đêm ngày hôm qua khi mà quân đội hải quân của Anh đã có mặt tại khu vực Biển Đông, đã có mặt đồn độ căng thẳng với cả hải quân của phía Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã bất ngờ cho khoảng 217 tàu thuyền các loại mang theo vỏ rồng để leo lên bao vây, được biết nhóm tàu hung dữ của phía Trung Quốc còn phát loa thông báo yêu cầu hàm đội của Hải quân Australia di chuyển ra khỏi bài đà ba đầu và di chuyển ra khỏi phạm vi đường lưới bò của phía Trung Quốc, nếu không hải quân của Bắc Kinh sẽ cho vỏ rồng và sẽ bắn đạn thật. Ngay lập tức hải quân Australia cũng đã có màn đáp trả vô cùng kịch liệt và hai bên đã lao vào đánh chiến không bên nào chịu nhường bên nào. Tuy nhiên, tàu chiến của Australia đã cho tăng tốc và lao đi rất nhanh về phía bãi đá Ba Đầu để bảo vệ Việt Nam. Một vị tướng nằm trong Bộ Quốc phòng của Anh cho biết, ngay sau khi hạm đội Hải quân Australia lao về phía bãi đá Ba Đầu để bảo vệ bờ biển của Việt Nam trước những mối đe dọa đến từ Trung Quốc, thì Hải quân của Bắc Kinh đã cho dàn trận một loạt các tàu chiến và máy bay cho tăng tốc để leo lên đòi chặn đầu hải quân Anh. Và đứng trước tình thế cam go cấp bách kể trên, một chỉ huy trưởng chỉ huy trong hạm đội hải quân Australia đã phát động cho thủy thủ đoàn và binh lính cho phóng một quả tên lửa để thị uy. Nhưng hải quân của Trung Quốc vẫn tiếp tục cho bám đội theo và ngay lập tức Australia quyết định cho phóng tên lửa bằng cháy một chiếc máy bay trinh sát của không quân Trung Quốc. Để cảnh cáo và ngay lập tức, máy bay trinh sát của phía Trung Quốc đạn trúng tên lửa của Hải quân Australia khiến cho nó bị nổ tung ở bầu trời Biển Đông và khi bị trúng tên lửa bắn cháy thì số máy bay còn lại của phía Trung Quốc đã sơ chạy, đã rời chạy toàn loạn về đảo Hải Nam để trú ẩn. Một số còn lại đã cho tăng tốc về đảo Phú Lâm, nơi mà Trung Quốc đã chiếm đồng trái phép từ Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua trên Biển Đông được cho Trận chiến ngày hôm qua trên Biển Đông được cho là vô cùng cam go và khốc liệt. Vào đầu tuần trước thì Mỹ đã ra tay vội phía Trung Quốc, Ấn Độ cũng đã ra tay, Nhật Bản cũng ra tay bảo vệ Việt Nam, nhưng dường như tàu chiến và máy bay của phía Trung Quốc vẫn đang ăn ngữ ở ngoài Biển Đông để bất chấp các nước trên thế giới. Trung Quốc là như thế là không thể sung thà và chấp nhận được. Đứng trước tình hình đó, Australia hôm qua đã có mặt và Australia là một trong những nước có hạm đội, hải quân lớn mạnh nhất nhì trên thế giới. Chỉ sau Mỹ và Nga, Thủ tướng Úc Nga Scott Morrison cho biết Australia rất coi trọng Việt Nam, một đối tác chiến lược toàn diện ở khu vực Đông Nam Á. Trong thời gian vừa qua, nghe tin Trung Quốc đang bắt nạt và lộng hành, bành trướng tại bãi đá Ba Đầu, Australia ngay lập tức đã có mặt để bảo vệ Việt Nam. Việc làm của Australia được cho là vô cùng cứng rắn đối với Trung Quốc và được cộng đồng của thế giới hoan nghênh tán dương và ủng hộ. Thưa quý vị và các bạn, theo tờ báo Shortina Morning Post, một trong những tờ báo rất nổi tiếng của phía Trung Quốc cho biết, ngay sau khi nghe tin máy bay trinh sát của mình bị bắn cháy dữ dội ngoài biển đông tại bãi đà ba đầu tại quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam, chính quyền ông Tập Cận Bình đã vô cùng tức giận và ngay trong đêm ngày hôm qua đã cho tiến hành một cuộc họp online gấp tại thủ đô Bắc Kinh. Thành phần của họp này gồm có ông Ngụy Phương Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường và ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh cùng rất nhiều quan chức cấp cao trong đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình và được biết cuộc họp đêm qua kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ, Trung Quốc đang lên kế hoạch để trả đũa Australia và chắc chắn trong thời gian tới vùng Biển Đông sẽ vô cùng nóng bỏng và rợi sóng.